Xin chào các anh yêu thích bật lửa đẹp của Ambe Shop. Thì video ngày hôm nay Ambe Shop sẽ giới thiệu tới các anh một chiếc bật lửa cực kỳ độc đáo và cũng như cực kỳ là ấn tượng luôn các anh nha. Với mã hàng là Z546, mã sản phẩm em có để trên góc trái màn hình. Thì khi gọi điện đặt hàng, các anh mình vui lòng nhớ đúng mã sản phẩm để bên em giao đến nơi đúng hàng, tránh mất thời gian của các anh nhá. Một chiếc bật lửa đến từ thương hiệu Zoro. Zoro thì là một thương hiệu rất là nổi tiếng về những cái chiếc bật lửa đẹp cũng như là rất là độc lạ và cực kỳ là chất lượng luôn. Nên là các anh mình hoàn toàn yên tâm lựa chọn về cái thương hiệu Zoro này các anh nhá. Sau đây thì em và các anh chúng ta sẽ cùng đi đến chiếc bật lửa của chúng ta luôn. Wow, một chiếc bật lửa thiết kế rất là độc đáo rồi đúng không ạ? Mình có thể bật chế độ Full HD lên để mình có thể quan sát chi tiết từng góc cạnh của mẫu Z546 này giúp em các anh nha. Rất ấn tượng và cũng như cực kỳ đẹp luôn đúng không ạ? Rất là đẹp. Và đi theo bộ sản phẩm của chúng ta thì bao gồm hai răng cũng như là một cây chổi vệ sinh. Cùng với đá thì cái này các anh chỉ cần mua thêm một bình xăng Zippo nữa thôi là mình có thể sử dụng được cả năm trời rồi. Rất là tiện lợi đúng không ạ? Cực kỳ là tiện. Và chiếc bật lửa này thì khi mà em mới cầm trên tay thì em có cảm giác nó hơi nặng một chút cả nhà, hơi đầm tay. Nếu mà mẫu này mà để các anh mình lựa chọn sử dụng hàng ngày thì nó hơi bất tiện một chút. Mẫu này thì nếu mà các anh mà mình lựa chọn để đi phượt hay là mình lựa chọn để sưu tầm thì nó sẽ tuyệt vời hơn đấy ạ. Lựa chọn sử dụng hàng ngày thì cũng rất là tuyệt thôi, nhưng mà nó sẽ khá là bất tiện với các anh bởi vì là cái trọng lượng của nó rất là nặng, bởi vì được làm bằng kim loại cốt đồng nguyên khối, rất là nặng và cực kỳ là chất lượng. Nên là các anh mình cầm theo thì sẽ rất là nặng, có khi mà các anh mình để ở trong túi quần thì sẽ rất là nặng đấy ạ. Thì khi mà cầm thì cái mẫu này thì mình lại phải xoáy cái phần trên này ra thì các anh mình mới có thể lên lửa, nên là nó cũng sẽ rất là mất thời gian của các anh. Mẫu này mà các anh mà mình sưu tầm mà mình để trưng bày thì nó quá là tuyệt vời luôn các anh nha. Rất là tuyệt vời. Cũng như là khi mà mình đi đâu đó du lịch hay cũng như là các anh mà mình đi phượt thì mình cầm theo cái chiếc bật lửa này thì cũng rất là ấn tượng đấy ạ. Cũng như là cực kỳ là đẹp, rất là chất lượng, cực kỳ bền đẹp luôn. Ở phần trên này thì chúng ta xoáy ra để lên lửa các anh nhá. Mình có thể quan sát giúp em ở đây thì mình có các ô thông gió giúp các anh mình có thể chắn gió nhẹ. Mình có thể đi gió nhẹ khoảng 30 km/h vẫn rất là ok. Và bánh xe rất là to và lửa thì cực kỳ nhạy đúng không ạ? Mẫu này thì thiết kế kể cả các anh mà mình thuận tay trái hay là mình thuận tay phải thì các anh mình đều có thể lên lửa một cách dễ dàng. Cực kỳ là tiện luôn đúng không ạ? Rất là tiện lợi cho các anh luôn. Và khi mà mình muốn châm xăng thì mình xoáy cái phần dưới này ra giúp em thôi các anh nha. Rất là đơn giản. Mình sẽ xoáy phần dưới này ra giúp em. Tay em thì nó hơi trơn một chút nên là em chưa có xoáy được cái phần này ra các anh ạ. Hơi trơn một chút. Nên là cái phần này là cái phần để chúng ta thay xăng các anh nhé. Châm xăng rất là đơn giản và dễ dàng thôi. Mẫu rất là độc đáo và cũng như là thiết kế cực kỳ ấn tượng đúng không ạ? Với cái mã hàng này thì các anh có rất là nhiều màu sắc để mình có thể lựa chọn nhé. Và ví dụ như là gam màu vàng đồng, xám thép như trên tay em đang cầm, hoặc là gam màu đen bóng hay là gam màu vàng bóng. Thì khi mà gọi điện đặt hàng, các anh ưng gam màu nào thì các anh có thể nhắc các bạn nhân viên bên em để các bạn có thể giao đến nơi đúng gam màu như các anh yêu cầu nha. Rất đẹp và cực kỳ ấn tượng luôn đúng không ạ? Mẫu này mà mình trưng bày thì rất là tuyệt vời rồi. Chắc chắn là các anh mà mình sở hữu những bộ sưu tập bật lửa đẹp thì mẫu này không thể nào mà thiếu trong bộ sưu tập của các anh được đúng không ạ? Rất là chất lượng luôn, cực kỳ đẹp và cực kỳ chất lượng. Mẫu này thì cũng là một trong những mẫu bật lửa độc lạ được các anh tại Ambe Shop lựa chọn rất là nhiều bởi thiết kế cũng như là một cái phong cách rất là riêng. Nên là các anh lựa chọn rất là nhiều. Cầm trên tay thì cho một cái phong cách rất là riêng, cũng như là các anh mình sở hữu một chiếc bật lửa độc lạ như thế này thì chắc chắn là rất nhiều người chú ý đấy ạ. Rất là nhiều người chú ý luôn các anh nha. Rất là chất lượng cũng như là cực kỳ đẹp và độc đáo như thế này thì còn lý do gì mà chúng ta không lựa chọn đúng không ạ? Anh nào mà mình thích mẫu bật lửa xăng đá độc lạ Zoro Z546 này thì mình có thể comment số điện thoại ở bên dưới. Ambe Shop sẽ liên hệ lại tư vấn cũng như là giao hàng cho các anh trên toàn quốc. Hoặc để tiết kiệm thời gian của các anh thì mình có thể chủ động liên hệ các số điện thoại đang hiển thị ở trên màn hình giúp em nhé. Xin cảm ơn các anh rất là nhiều ạ.